Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Thế giới chuyển động. Những thông tin quốc tế đáng chú ý sẽ có ngay sau đây. Châu Âu tri ân Thủ tướng Đức Angela Merkel. IAEA quan ngại về thỏa thuận an ninh ba bên AUKUS. Biến đổi khí hậu biến các sông băng ở giữa Alps thành hồ. Thưa quý vị, nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 vừa đạt được sự nhất trí về một chuỗi các nguyên tắc chung nhằm quản lý việc sử dụng dữ liệu xuyên biên giới và thương mại kỹ thuật số. Anh, nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G7 nhận định đây là một bước tiến đột phá có thể giải phóng hàng trăm tỷ đô la thương mại quốc tế. Thỏa thuận thương mại và dữ liệu kỹ thuật số của G7 đặt ra một nền tảng chung giữa các chế độ bảo vệ dữ liệu được quản lý chặt chẽ ở các nước châu Âu và cách tiếp cận cởi mở hơn của Mỹ. Các quy tắc này bao gồm các thị trường số mở, những luồng dữ liệu xuyên biên giới, các biện pháp bảo vệ cho người lao động, người tiêu dùng và doanh nghiệp, các hệ thống giao dịch số và sự quản trị toàn cầu công bằng và bao trùm. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến thu hút hơn khoảng 160 tỷ đô la đầu tư nước ngoài trong năm nay. Tình hình đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc được đánh giá là tiến triển tốt hơn mong đợi kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức nghiêm trọng như diễn biến khó lường của đại dịch, tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu hay các yếu tố phi tài chính. Khảo sát mới nhất của Bộ Thương mại Trung Quốc với hơn 3.000 doanh nghiệp nước ngoài chủ chốt cho thấy 93,3% lạc quan về khả năng phát triển trong tương lai, cũng như đa số là không có kế hoạch giảm đầu tư hay rút khỏi thị trường này. Công dân châu Âu ưu tú, cỗ máy đàm phán, tượng đài là những từ mà các nhà lãnh đạo trên thế giới dành để ca ngợi và tạm biệt Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm, bà Angela Merkel. Liên minh châu Âu vừa tổ chức một buổi lễ để tạm biệt và tri ân bà Merkel sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Bruxelles, Bỉ, hội nghị cuối cùng của EU mà bà tham gia ở cương vị nguyên thủ quốc gia. Món quà lưu niệm mà Liên minh châu Âu dành tặng cho Thủ tướng Angela Merkel là mô hình tòa nhà trụ sở Hội đồng châu Âu ở Bruxelles. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng một hội nghị thượng đỉnh EU không có bà Merkel sẽ giống như Rome không có Vatican, Paris không có tháp Eiffel. Bà Merkel vốn là tiến sĩ vật lý, từng làm việc trong lĩnh vực hóa lượng tử. Bà đắc cử Thủ tướng Đức năm 2005. Ở tuổi 51, bà là thủ tướng trẻ nhất lịch sử Đức kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2006, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng đầu danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất trên thế giới và liên tục giữ ở vị trí này trong 13 năm. Bà cũng là nữ thủ tướng Đức đầu tiên trong lịch sử. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, bà Merkel được coi là bà đầm thép với những quyết định cứng rắn, quyết đoán, nhưng cũng là người phụ nữ nhân hậu với quyết định mở cửa đón người nhập cư. Mỹ, Anh và Australia gần đây đã thiết lập một liên minh quan hệ đối tác an ninh ba bên, có tên gọi là AUKUS, ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã bày tỏ quan ngại rằng thỏa thuận này có thể sẽ tạo tiền lệ cho các quốc gia phi hạt nhân khác vận dụng để theo đuổi các kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo thỏa thuận an ninh AUKUS, Mỹ, Anh và Australia nhất trí tăng cường phát triển các năng lực chung và chia sẻ công nghệ, thúc đẩy hội nhập sâu hơn về khoa học, công nghệ, các nền tảng công nghiệp và các chuỗi cung ứng liên quan đến lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Một trong những sáng kiến lớn đầu tiên đáng chú ý của AUKUS là Australia sẽ xây dựng một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự giúp đỡ của Mỹ và Anh. Như vậy, cùng với việc tham gia liên minh ba bên AUKUS, Australia thông báo hủy hợp đồng thế kỷ mua 12 tàu ngầm lớp ATEX trị giá 66 tỷ đô la của Pháp. Điều mà IAEA quan ngại là đây sẽ là lần đầu tiên một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân có tàu ngầm hạt nhân và việc này sẽ làm khó việc thanh sát hạt nhân. Một quốc gia sẽ né tránh việc thanh sát nguyên liệu trong một thời gian dài và chúng ta đang nói đến urani được làm giàu ở mức độ rất cao. Điều đó có nghĩa chúng tôi cùng Australia, Mỹ và Anh cần có một cuộc đàm phán kỹ thuật phức tạp để bảo đảm điều này không dẫn tới sự suy yếu của chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng cho rằng việc Canberra sẽ tiếp nhận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ là một vấn đề rất phức tạp về mặt kỹ thuật, song có thể xử lý được. Ông Grossi đã thành lập một nhóm chuyên trách nhằm xem xét các biện pháp bảo vệ hạt nhân và ý nghĩa pháp lý của mối quan hệ đối tác này. Các quốc gia khác có thể học theo mô hình này và tìm cách đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, qua đó làm gia tăng tâm lý lo ngại nghiêm trọng về vấn đề pháp lý và phổ biến vũ khí hạt nhân. Một nước ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT có thể loại bỏ các nguyên liệu hạt nhân ra khỏi sự giám sát của IAEA, trong khi nguyên liệu này có thể sử dụng cho tàu ngầm. Rất hiếm có ngoại lệ, IAEA giám sát liên tục tất cả các vật liệu hạt nhân nhằm bảo đảm hạt nhân không được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Australia sẽ là nước thứ hai được tiếp cận công nghệ của Mỹ để đóng tàu ngầm hạt nhân sau khi Anh được tiếp cận công nghệ này vào năm 1958. Thỏa thuận này cũng đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của NPT sở hữu tàu ngầm hạt nhân, ngoại trừ 5 quốc gia được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Thỏa thuận AUKUS được coi là bước thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của Mỹ và Australia cũng như Anh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cho thấy khu vực này tiếp tục là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của ba nước. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Pháp ông Jean Castex vừa tuyên bố rằng các hộ gia đình có thu nhập thấp tại nước này sẽ được nhận 100 euro từ chính phủ. Theo đó, khoảng 38 triệu người Pháp sẽ được nhận khoản tiền này, dù họ có ô tô hay không. Chính phủ Pháp muốn hỗ trợ người dân giảm thiểu tác động của việc tăng giá năng lượng, đặc biệt là giá xăng. Chương trình này dự kiến tiêu tốn của ngân khố Pháp 3,8 tỷ euro. Thủ tướng Castex gọi khoản tiền này là thanh toán lạm phát dành cho những công dân có thu nhập ròng dưới 2.000 euro mỗi tháng, trong đó bao gồm lao động tự do, người về hưu, người đang tìm việc. Thủ tướng Malaysia ông Ismail Sabri Yaakob thông báo nước này sẽ cho phép lao động nước ngoài quay trở lại làm việc sau gần 16 tháng gián đoạn do đại dịch COVID-19. Ủy ban đặc biệt về quản lý đại dịch của Malaysia đã nhất trí để người lao động nước ngoài vào làm việc tại Malaysia, đáp ứng nhu cầu của một số ngành, trong đó có các đồn điền dầu cọ và sản xuất găng tay cao su. Nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của Malaysia phụ thuộc chủ yếu vào khoảng 2 triệu lao động nước ngoài. Bên cạnh đó, từ giữa tháng 11 tới, Malaysia cũng sẽ cho phép một số du khách quốc tế đến hòn đảo nghỉ dưỡng Langkawi. Đây là lần đầu tiên Malaysia mở cửa biên giới với du khách nước ngoài kể từ khi đại dịch bùng phát. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết đang chính thức nghiên cứu biến thể AI.4.2, một biến thể của chủng Delta, sau khi biến thể phụ này được ghi nhận trong số ca nhiễm ngày một gia tăng. Cơ quan này cho biết biến thể đang ngày càng trở nên phổ biến ở Anh trong những tháng gần đây và có một số bằng chứng ban đầu cho thấy nó có thể có tỷ lệ gia tăng nhanh chóng ở Anh so với Delta. Cần có thêm bằng chứng để biết liệu điều này là do những thay đổi trong hành vi của virus hay do các điều kiện dịch tễ. Tính đến ngày 20 tháng 10, đã có 15.120 trường hợp nhiễm biến thể AI.4.2 ở Anh. Nội các Nhật Bản mới đây đã thông qua kế hoạch năng lượng cơ bản, trong đó năng lượng tái tạo sẽ chiếm từ 36 đến 38% tổng công suất phát điện vào năm 2030. Lượng điện đến từ các nguồn nhiệt điện sẽ giảm gần một nửa, từ 75% xuống còn 41%. Mục tiêu mới này nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050. Đây cũng là lần đầu tiên trong bản kế hoạch năng lượng mới, chính phủ Nhật Bản đưa ra mục tiêu đạt tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ hydro trong tổng cung điện năng là 1%, thể hiện cam kết thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo một cách tối đa. Trong khi đó, thì ở dãy núi Alps, hơn 1.200 hồ băng đang tan chảy. Đây không còn là mối đe dọa mà đã trở thành hiện thực. Biến đổi khí hậu đang biến các sông băng thành hồ, đồng thời khiến cho nguy cơ về các trận lũ lụt tăng cao hơn. Dãy núi Alps nằm ở Thụy Sĩ. Năm 2020 được coi là năm ấm nhất từng được ghi nhận ở dãy núi Alps. Và hiện tại hơn 1.200 hồ băng hình thành trên Alps từ những năm 1850 đang tan chảy. Đây là số liệu được đưa ra trong một nghiên cứu gần đây bởi các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ. Với tốc độ này, các nhà khoa học dự đoán rằng khoảng 2/3 khối lượng băng của ngọn núi sẽ mất đi vào cuối thế kỷ này. Những hồ băng này chính là bằng chứng về tình trạng biến đổi khí hậu. Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ đã lập ra một bảng thống kê về các hồ ở dãy núi Alps của Thụy Sĩ.
theo dõi quá trình phát triển của chúng trong những năm qua để xác định xem các hồ này có thể gây ra nguy cơ lũ lụt cho các cộng đồng địa phương hay không. Các hồ có thể bị đe dọa bởi đá hoặc băng, và băng là kém ổn định nhất vì nó có thể tan chảy thành nước, dẫn đến sự bùng phát của mực nước trong hồ. Hiện đang có nhiều nỗ lực để làm chậm quá trình tan chảy của băng. Các tấm vải làm mát đặc biệt đã được phủ lên bề mặt sông băng Roan Glacier để cách mặt băng khỏi nhiệt độ ấm hơn. Phương pháp này thật sự rất hiệu quả, tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài. Chỉ có một cách duy nhất để chống lại tác động của biến đổi khí hậu, đó là giảm lượng khí thải CO2. Sự thay đổi ngày càng mạnh mẽ hơn ở dãy Alps được coi là dấu hiệu đáng báo động về biến đổi khí hậu. Trong ngắn hạn, các khu định cư bên dưới dãy núi có nguy cơ cao phải gánh chịu các trận lũ lụt. Còn trong dài hạn, quy mô những người chịu thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa nếu chính phủ các nước không bắt tay vào hành động ngay lúc này để giảm lượng khí thải CO2.